giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng vào xem nước không. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình đi vào cái tiệm nước hoa và mình quay video cho tất cả mọi người xem nha. Thì đây là cái nơi trung tâm mua sắm, trong đây nó có rất là nhiều cái cửa hàng túi xách, giỏ xách, và trong đó có cái tiệm nước hoa này. Thì mình đã đi vào đây mình xem coi có cái loại nước hoa nào mình ưng ý hay không. Thì trong đây nó có rất là nhiều loại nước hoa dành cho nam và cả dành cho nữ luôn. Thì khi mà ngày hôm bữa mình đi á, thì mình có nhìn thấy rất là nhiều cái hiệu như là Gucci, Chanel, Lancome, Versace, rồi hiệu CK, rồi rất là nhiều hiệu nổi tiếng ở trong đây họ đều có bán hết nè mọi người. Và có cả những cái loại nước hoa như mình đang cầm lên đó các bạn, là 3 chai 60 đồng, họ bán 3 chai như vậy 60 đồng, là tương đương là một chai chỉ có 20 đồng, tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 400.000 tiền Việt Nam thôi các bạn, 400.000 tiền Việt Nam. Và thì cái loại đó là những loại thường. Đây mình có quay sơ qua cho tất cả mọi người xem là những cái hiệu nước hoa họ trưng ở đây nè, là những cái hiệu nổi tiếng và nó có đính kèm vào những sản phẩm là tặng. Ví dụ như bữa đó là thương hiệu đó nó có tặng cho mình một cái cây son hay là một cái chai nước hoa nhỏ thì họ sẽ trưng bày nơi đây. Các bạn biết ở cái bên này là những cái chai nước hoa bỏ túi các bạn. Và những cái chai nước hoa này rất là thơm các bạn ơi. Mà mình trước mình có một hai chai mình xài hết rồi. Cái loại đó là nước hoa và nó có đầu bi ở trên để mình lăn các bạn. Đó, mình sẽ quay sơ cái quầy nước hoa nữ cho các bạn xem nha. Thì từ góc bên đây qua góc bên đây thì các bạn cũng có thấy đó này, có Gucci nè, Calvin Klein, các bạn thấy không? Người xem đây nước hoa nam. Chồng em không thích xài nước hoa. CK này quá trời luôn. Hey cô. Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ chị em của mình chia phe ra chơi rồi. Bây giờ không chơi với mấy bà kia nữa, mình qua cái xe bên đây mình ngồi rồi. Nói đùa thôi chứ vì bên đây chị Lò Lem chỉ đi có một mình cho nên đi qua ngồi nói chuyện với chị cho vui. Bây giờ mình cái tay mình phải dịnh cái máy nữa thôi, cái máy nó đập mặt đất cái mắt con hư cái máy các bạn. Thì hồi nãy mình đi hết một vòng trong đó mình xem quần áo. Và thời điểm này là cái thời điểm nó sell off mạnh lắm các bạn, quá trời luôn, 70%, 80% ha. Rồi quần áo nó cũng sell rất là mạnh luôn, nhưng mà mình xem lại cái bảng giá thì giá cao lắm mọi người ơi. Nó, theo mình thấy là chắc có lẽ là nó nâng giá lên xong rồi nó sell xuống á, cho nên giá nó còn cao lắm. Mình định là nếu như nó sell mà off nhưng mà nó rẻ thì mình cũng mua được món hay món không, nhưng mà tới cuối cùng ra không có thấy cái gì hết trơn, cho nên bây giờ đi về tới trắng chỉ là ăn uống chơi bời thôi rồi đi về. Chưa ta chưa ra xe đó chiếc xe màu xám đó, mà không phải màu xám mà nó màu lông chuột. Xe này hình như xe này mới hả ta? Mới mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Mới rửa cho chị đi. Xe quay thêm cho các bạn xem là cái nội thất của chiếc xe. Xe này xe gì chị?
Lexus R350. Dạ, các bạn nghe ha. Ok, bây giờ mình sẽ quay tất cả nó có nội thất ở phía trên bên trong ngồi cái góc này để cho mọi người nào mà đang có ý định mua xe, đang thích cái mẫu này thì sẽ biết được là nội thất nó như thế nào nha mọi người. Nha các bạn, cái này là cái màn hình. Màn hình này màn hình hướng dẫn gì vậy chị? Coi cái tốc độ mình chạy đó. Em có thể đổi qua coi cái thời tiết. Coi thời tiết được hả? Định vị được hả? Rồi. Xe này nó không phải là cái đắt tiền của cái loại của nó. Thì giá tập trung á các bạn, đây nó có mấy cái nhằn nút mà mọi người đó, trên này nó mới nhằn nút nha. Rồi dưới này nữa thì nó có nhằn nút. Rồi cần gạt đây có hai chỗ để cà phê. Rồi nút này nút gì? Nút mà để mình chạy nhanh chậm theo giống như cái tốc độ mình chạy đó. Rồi cái này đây cũng có nút mà tôi không biết cái nút gì luôn. Tôi không phải là dân lái xe, tôi nhìn cái nút gì cũng giống nút gì, bà con, cô bác ơi. Rồi, ở đây nó có một cái hộp đựng đồ cho mình. Ủa, sao cái chỗ này nó giống cái hộp cái vậy? Nó để mình gác tay thôi. Ồ, gác tay thôi hả? Ok. Rồi, đây thì hầu như xe nào dưới đây nó cũng có một cái hộp hết. Kích thước gì đó, ở dưới đây. Thì cái cần gạt nó giống nó như thế này các bạn, và nó thiết kế như vậy đây đó, mọi người thấy không đó. Này, cái hộp đựng đồ này cũng rộng lắm, khá là rộng so với mình là mình thấy khá rộng. Cái loa nè các bạn, loa này loa tắt lưỡi ạ, loa tắt lưỡi nha mọi người. Rồi cái dàn nội thất ở trên đây thì mình có thể đựng cái kiến đây. Đây mình có đựng cái kiến như thế này. Đèn bấm đây. Đây đèn cảm ứng nha các bạn. Đó, cảm ứng. Đó. Đây nữa, cái này là cái gì đây không biết nè. Bấm nút đó. Đúng rồi. Nút nó không bị gì. Đèn cái gì? Cái này iOS. iOS là cấp cứu hay gì đó. Mình biết được chữ iOS là cấp cứu. Khẩn cấp à. Đó. Đường này dẫn đi đến một cái nơi mà mình đã quay cho tất cả mọi người xem trong cái video trước. Ở những tập trước mình đi đến casino và tham quan casino, thì đây là cái đường quen thuộc mà ngày trước mình đã quay cho tất cả mọi người xem cái video đó. Thì ngày hôm nay vẫn trên con đường này, mình đi đến cái nơi mà có cái chỗ bãi cát và có một màn hình rất là to để cho học sinh em bé cuối tuần có thể ra đây thư giãn. Thì nếu các bạn yêu thích kênh của mình, nhớ đừng quên bấm like, subscribe một kênh cho mình. Và các bạn có thể bấm vào cái trang của mình để xem lại những cái video cũ mà mình đi chơi và mình tham quan những cái địa điểm ở bên Mỹ. Các bạn có thể biết thêm về nước Mỹ.